dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch đợt 3 bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 1975. Đây là chiến dịch cuối cùng, chiến dịch tổng công kích mà hướng tập trung là tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sức mạnh khổng lồ của các sư đoàn, các quân đoàn quân giải phóng ào ạt tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bảy giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mở màn trận tấn công đợt 3 liên tục trong hơn 1 giờ vào các căn cứ quân sự của địch ở Đồng Dù, Bến Lức, Long Thành, trận địa pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa ở thành Tuy Hạ, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đến ngày 27 tháng 4, các hướng còn lại cũng phát động tiến công. Trước sức mạnh không gì ngăn cản nổi của quân giải phóng, nội các chính quyền Sài Gòn càng lung lay tan rã. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương từ chức và trao quyền Tổng thống lại cho Đại tướng Dương Văn Minh. Tình hình Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4, chính thể Sài Gòn đã tìm được một người có khả năng ở cương vị Tổng thống với hy vọng sớm ổn định tình hình Sài Gòn trước sức mạnh của quân giải phóng đang tiến vào nội đô. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, từ năm hướng, các quân đoàn, sư đoàn với sức mạnh như vũ bão tập trung các quân binh chủng mở đợt tổng công kích tấn công vào Sài Gòn. Quân đoàn 3 với hơn 47.400 người, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, các vũ khí khí tài tấn công hướng Tây Bắc, có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, sân bay Tân Sơn Nhất, các quận Tân Bình, Phú Nhuận. Hướng Bắc, quân đoàn 1 có nhiệm vụ đánh chiếm Bình Dương, Lai Khê, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hướng Tây Nam, đoàn 232 có nhiệm vụ đánh chiếm Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Hướng Đông, quân đoàn 4 đánh chiếm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đài Phát thanh Sài Gòn. Hướng Đông Nam, quân đoàn 2 có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ nước trong, pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất, các quận 1, 3, 4, 9 Sài Gòn. Trước sức mạnh của 5 cánh quân tiến thẳng vào ven đô Sài Gòn đã tạo nên một tình trạng hoảng loạn trong binh lính và nội các chính quyền Sài Gòn. 8 giờ sáng 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố: "Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu các anh em chiến sĩ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi đang chờ gặp Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào." Ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ mọi ngã đường các cánh quân giải phóng đang dập dập tiến vào Sài Gòn trong sự đón chờ hân hoan của người dân thành phố. Đội hình xe tăng của đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2 tiến thẳng về hướng Dinh Độc Lập. Khi đó, xe tăng 843 dẫn đầu đội hình tiến công lao vào cổng phụ của dinh và bị kẹt. Chiếc tăng 390 đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận từ xe 843 nhảy ra, chạy lên nóc dinh hạ cờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Lúc đó là 11:30. Thời khắc đó, báo hiệu chiến tranh đã chấm dứt, một cuộc chiến kéo dài 21 năm để cho ngày đoàn tụ hai miền Bắc Nam.